Xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng tất cả các bác quay trở lại video tiếp theo trên kênh 80 Linh. Trong ngày hôm nay thì cháu Linh đang có mặt tại khu vực Phú Ninh. Và đặc biệt trong ngày hôm nay thì cháu Linh sẽ đưa hai bạn nữ ở đây, đặc biệt là khu vực Đền Bồng, với cả một bạn đây nữa sẽ đến cái khu vực ẩm thực ở khu vực Trung Quốc, đặc biệt là khu vực Phú Ninh. Hôm nay đặc biệt là cháu Linh sẽ đưa các bạn này. Bọn em thì được ăn lẩu Trung Quốc chưa? Bọn em có được ăn nhưng mà không biết quán này có giống bọn em. Hôm nay anh sẽ đưa mọi người đến một cái quán đây. Thì hôm trước thì cháu Linh cũng định lừa các bạn này là không biết tiếng Trung, nhưng mà thực sự là với cháu Linh ở cái khu vực Phú Ninh là cháu Linh là cực kỳ là quen thuộc rồi. Tại vì cũng đến đây rất là nhiều lần, phải 5 đến 7 lần rồi các bác, và cũng quanh hết những cái khu phố này là cháu Linh đều là thuộc. Cháu Linh nói rằng là cũng trêu các bác là cháu chỉ cần đi một chỗ nào đó, chỉ cần đi một lần thôi, cháu Linh nhớ rất là nhớ trong đầu luôn. Và đi kể cả là 2 đến 3 năm quay trở lại thì mình vẫn nhớ in những cái khu phố đó. Và hôm nay cháu Linh đang có mặt tại khu vực Quê Châu Tỳ Than Hồ Cua, có nghĩa là lẩu vệ đường bên, nó là một cái món lẩu rất là đặc sắc của khu vực Quý Châu Trung Quốc. Đó, lẩu ngoài trời nhá các bác nhá, có nghĩa là người ta có nghĩa là Tỳ Than, có nghĩa là nó bày bàn ở phía bên ngoài. Đợt trước nó nhiều người ta bán hàng rong ấy, thì người ta hay bày ở phía bên ngoài đường ấy. Thì bây giờ là nó đã có mang cái thương hiệu của nó rồi, thì hiện tại là họ cũng mở được mấy quán này. Bây giờ thì Trung Quốc thì rất ít khi là bày ở phía bên ngoài đường để có thể bán rồi. Và bây giờ họ cũng rất là phát triển. Và bây giờ thì cháu Linh sẽ mời hai bạn này. Đấy, bà là đi chơi có mệt không? Dạ, cũng mệt ạ, tại vì say xe. Tại vì là hôm qua thì mấy anh em là cũng chia tay một chút các bác. Tại vì bà với cả Ly là cũng sẽ đi cùng với ở người nhà đi chơi, và hôm nay thì cũng đã hẹn được tiếp tục quay trở lại đây để có thể là mời các bạn đó đi vào đây thưởng thức với cả một anh đây. Anh đây là anh tên là Đức nhá các bác nhá. Anh là cũng sinh sống ở Mèo Vạc đó. Bây giờ thì mời tất cả các bác cùng với ở quý cháu Linh và hai bạn xinh gái đây, đó là Ly với cả Pa. Pa như ở hoa các bác, đi sang đường để có thể là đi vào trong này. Không biết là hôm nay quán họ còn mở không, tại vì là lần trước cháu Linh sẽ vào đây. Lẩu đây nó rất là đặc sắc luôn các bác, ăn như kiểu dân dã ở vùng cao luôn các bác nhá. Không biết còn mở không. Hello. Hay ở hồ cua mà. Hiểu chứ mà. Ờ cứ gì cái ổ ý cua bà. Nhi mà nhờ sớm ra. Sao chứ lì chứ mà. Em là thích ăn thịt bò đúng không? Vâng, vâng. Mình gọi một chút thịt bò. Thịt bò này, ăn lòng các thứ nhá. Vâng. Chứ gì ở nơi trang mà? Kiểu phần trắng ở giao hoa. À, phần trắng ở giao hoa. Nào, phần trắng, phần giao hoa, phần nấu rau. Nếu yêu 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 Hỏi rồi, nó ngồi đây. Chua, 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 chua. Đây, sẽ ngồi với bạn này với bác nhá. Đó. Nhìn mình nhớ ỉn leo mà. Bây giờ. Ly với cả bà là thích uống nước gì nhỉ? Với cả anh Đức. Đi ra đây mình chọn. Uống nước hay là uống bia? Uống nước này. Đây. Các bạn nữ uống bia hay uống nước? Bọn em chắc là uống nước này. Uống nước thì lấy đi. Đây, ở đây thì họ cái món lẩu họ rất là đặc sắc, cực kỳ ngon các bác. Tại vì trước đây cháu Linh đã đến một lần rồi nên là cháu Linh rất là thích ăn. Và hôm nay cũng muốn mời các bạn đây với cả tất cả quý khán giả cùng xem. Đấy. Anh là uống bia. Uống bia nhỉ, anh Đức nhỉ? Em uống bia nhỉ? Đây thì tại vì hôm nay trời rất là nóng nên muốn uống cốc bia để cho nó giải khát các bác. Bây giờ thì sẽ sang phía bên này các bác ạ.
Ly ơi, cái rau này là mình ăn như thế nào thì mình chọn nhá. Đó. Lấy cái rổ đó. Xem nào. Bà xem thích ăn rau gì em phải chọn đi. Xem là mình thích ăn rau gì mình tự chọn. Để tí nữa là mình sẽ phối vào cùng với nước lẩu. Họ sẽ đảo trên cái chảo ấy. Rổ bên kia. Ly lấy hộ cho bà cái rổ ấy. Đó, đây ở đây họ có tất cả những loại rau để có thể ăn lẩu các bác. Có cần chọn nếu mà em thích ăn thì lấy. Với cả nấm kìa. Những cái đấy thì cho vào đĩa em ạ. Nấm là cho vào đĩa à? Không, cái dưa cho vào đĩa, còn rau nấm cũng cho vào đĩa cũng được. Đây bên này cũng có đĩa này. Cho các hai bạn nữ đây, Linh cùng với cả anh Đức là cứ ngồi để chờ thưởng thức thôi các bác. Chắc là khả năng là nốt trong ngày hôm nay nữa cháu Linh sẽ quay trở lại về khu vực Mèo Vàng, cũng là xong cái lời mời của người bạn Mỹ Linh cũng mời sang đây chơi và có một số công việc mấy anh em cũng bàn nhau để xem là có thể làm cùng nhau không, còn không thì sẽ tiếp tục công việc thôi các bác. Cháu Linh sẽ tiếp tục về vùng cao để có thể xem bà con tiếp tục làm đường đó. Đấy, lấy rau Hà Lan kìa. Dạ, em Hà Lan này. Với cả mỗi ký rau này nữa. Rau đấy lấy cái này. Thì lấy nó mới không trôi ra. Anh có ăn rau này không? Ăn, cái gì mọi người ăn thì mình ăn. Còn em ăn được thì anh ăn được mà. Thế ra rau này em chưa được thử anh ạ. Nhớ là về là cho anh xin Facebook với cả Zalo nhá. Nhưng mà đi cùng với người yêu ghen không? Em chưa có đâu. Chưa có người yêu các bác. Ly là cũng chưa có người yêu và Pà chưa có nha các bác nhá. Cơ hội đến với cháu Linh rồi. Đây để vào cái này nó đỡ bị giò Pà ấy. Cái này thì cho vào lẩu nó ngon hơn. Ok. Bây giờ bắt đầu lấy chảo ra rồi các bác. Cứ lấy trong bầy về đây được. Anh uống cốc hay uống chai luôn? Mình uống bằng cốc đi. Dô cùng với cả các chị em phụ nữ. Đấy, các chị em phụ nữ cứ lấy thêm đi. Đậu phụ này. Với cả có cái này này. Cái này là không biết là củ quả gì ấy. À, củ sen anh ạ. Củ sen à? Vâng ạ. Lấy thêm tí củ sen được. Các bác bây giờ thì cũng đang chuẩn bị ra đồ rồi. Thì trong cái lúc mà chờ đồ để có thể là bên quán người ta sẽ ra xào. Đấy các bác nhìn là cái nồi này rất là hay nhá các bác nhá. Đó. Thực sự giống như kiểu ăn cái chảo thắng cố luôn các bác. Đó, bây giờ thì mình là đi làm nước chấm nhỉ? Vâng. Đi, em ơi. Thực sự là quen được hai bạn này rất là vui các bác. Đây, nước chấm đây nhá. Bát đây. Cái bát nước chấm đây. Đúng nhỉ? Đây, có cái bát đen này anh ạ. Chắc họ vẫn sử dụng cái bát nước chấm này thôi, nhưng không thấy bát bé đâu. Thôi bát này thôi, đây. Vâng. Bên kia là lúc nãy họ lấy thìa ra chưa nhỉ? Chưa có thìa đâu đúng không? Vâng. Đấy, bọn em có thể là pha những cái nước chấm. Đến với Trung Quốc thì các bác biết rằng là nước chấm của Trung Quốc thì nó khá là ngon các bác. Nó rất là cay đó. Bọn em là có ăn được cay không? Hôm qua là cũng thấy ăn được cay đây. Có anh ạ. Bởi vì ăn đồ Trung Quốc cũng quen rồi. Quen rồi đúng không? Vâng. Ở đây nó... Quán này là bọn em đã được đến lần nào chưa? Chưa, đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên luôn. Vâng. Đúng không? Đây là bạn Pà nhá. Một cô gái người Mông rất là xinh ở khu vực biên giới các bác. Ai mà muốn làm quen thì có thể liên hệ qua kênh của Mỹ Linh. Mỹ Linh có thể chia sẻ Facebook này, số điện thoại các bác có thể kết bạn trực tiếp. Còn đây là em Ly.
một cô gái người Mông cũng cực kỳ xinh gái các bác. Anh có biết nước chấm này là nước chấm gì không? Món đấy thì họ ghi ở đây này. Món này thì mình không biết gì, cái gì nó và món nước chấm gần giống như kiểu là có một chút gạo hay sao. Cho em ngửi một tí. À đúng rồi. Đấy. Nó là như kiểu là gần giống mayonnaise ở bên Việt Nam. Mayonnaise đúng không? Đúng. Nhưng mà nó là nó đặc hơn. Đặc hơn đúng không? Thế thì Minh Linh sẽ phải làm thêm một bát cùng với cả các bạn nữ này luôn các bác. Bây giờ em mới biết là ở quán này có cả lạc rang. Lạc rang có xay mà. Xay nhuyễn ra làm nước chấm. Rất là cay các bác. Cho thêm một ít nước chấm như thế này các bác đó. Em thích ăn hành thì cho hành vào nhé. Dạ vâng. Cho thêm ít tỏi vào các bác đó. À, ok luôn. Đây là cái ớt xay. Ôi em sắp hát hơi. Wow. Xong rồi cái này là tí nữa mình lấy cái nước lẩu mình cho vào luôn được. Ui rồi cay quá. Ui rồi. Ui rồi. Xúc động các bạn. Cái ớt này nó đây nhá, ai mà muốn cho ăn những cái tê má là ở đây thì lấy đây nhá. Những cái tê đây. À cho em xem một chút anh. Có lấy hạt tiêu không? Dạ em không. Em lấy một chút mì chính. Lấy mì chính đây. Đấy anh Đức pha đi bát ở trong này này. Đấy, anh lấy trong này. Còn bây giờ thì sẽ vào trong để chuẩn bị đồ ăn nhé các bác nhá. Bây giờ thì các bác thì chị đầu bếp là cũng mang những món đồ ra để có thể chuẩn bị là xào nấu đây rồi. Đó. Anh Đức anh ngồi đây chuẩn bị xem này đấy. Bây giờ cho mỡ nhá các bác nhá. Phải vào đây ngồi này em ơi. Đấy cực kỳ hấp dẫn các bác. Ở bên này thì đằng sau thì có thịt bò này, thịt lợn này. Với cả một chút có một chút dạ dày nữa, dạ dày bò ấy các bạn. Thỉnh thư xưa à? Yếu yếu tiền thư xưa đó. Yếu tiền thư xưa. Đúng không? Thì chưa chưa lì lần hay sư quê châu lần à? Chưa lì lần. Mình nói nhanh quá nhiều lúc họ nghe không kịp các bác. Kiểu cháu Linh hay bị nói quen nhanh rồi. Đấy, mỡ bắt đầu là nóng hổi hổi các bác. Chờ một lúc nữa thì mỡ nó sẽ không còn tiếng kêu nữa. Xá có thể quay gần vào một chút nữa. Tại vì màn hình nó rất là xa. Đó, để cho các bác có thể nhìn thấy được. Đó, bây giờ đang chờ đây. Đây, tất cả bây giờ là gia vị bên này các bác. Đó. Đây, để cháu Linh quay cho nó sẽ hay hơn các bác. Đây. Đấy, bây giờ là đang là gia vị. Bọn em có thấy là hấp dẫn không? Có anh ạ. Đấy, ui dồi ôi. Chứ sấm à? Đâu à? Ở đây đậu nhá. Đậu xi nhá các bác nhá. Đậu xi. Cực kỳ là hấp dẫn luôn. Ồ. Anh Đức thấy vui không? Quá ngon không? Quá ngon. Đấy. Cực kỳ hấp dẫn các bác. Đây là gia vị đây, có tất cả những gia vị như ớt này. Nói đến Trung Quốc thì không phải bàn được các bác, chỉ có ớt là ớt thôi. Úi dồi, cái mùi mà cái đậu này nó ngửi thơm nhờ. Đậu xì như cũng là đặc sản bên Trung Quốc sao anh nhỉ? Đặc sản mà, thơm hương Phúc luôn. Đó. Bởi vì bên chỗ bọn em hay mua đậu xì về ăn lắm. Vâng. Đấy, đang chờ chị làm nốt các bác. Đấy, trong cái xá mà anh Linh mà nói bảo đến cái gì thì phải quay gần vào nhá. À, hiện tại là cháu Linh đang đào tạo em Mí Xá quay video các bác. Tại vì là đợt này là Mí Lử đang ốm thế nên là không thể đi đồng hành với cháu Linh được. Tí nước cái nước chấm của mình là cho thêm một ít nước lẩu này vào. Vâng. Được. Lúc nãy mình tiễn
nên mình tiền. Căn trái có tiền cái phế tráng mà. Tiền đó họ. Họ phải làm cái chảo này cho nó lại nó vàng vàng, các bác xem cái tẩu xi này nó vàng một chút này. Ấy, ui giời ơi. Lúc nào nó mà vàng nó thơm phung phức rồi thì bạn ấy sẽ cho ớt vào. Đấy, bây giờ bắt đầu cho ớt này. Ui giời ơi. Các bác nhìn ớt này, xá cho gần vào tí. Đấy. Ui giời ơi, cay lắm. Hắc nhờ. Hắc nhẹ nhỉ. Ừ. Đấy, tiếp tục rồi. Em này em sắp hắt xì rồi đấy. Ui giời ơi. Đấy, đặc sắc luôn. Các bác nhìn là ngon chưa? Rất là hay nhá. Ở đây thì... Hả? Hả thơ, thơ gì à? Ui giời. Ui giời. Bây giờ là bắt đầu là cho thêm gừng, một ít gừng đó, để cho thơm. Nó át mùi tanh chứ. Át mùi tanh nhá. Gừng này cho thêm ít tỏi nữa. Vâng. Trung Quốc thì họ vẫn thích ăn tỏi nhiều lắm. Đấy. Ui giời. Bà này thấy thế nào? Dạ em thấy. Tuyệt vời đúng không? Dạ. Ôi giời. Anh mà đi được dẫn gì? Mọi người đi quán nào thì nó hấp dẫn ở quán đấy luôn. Tại vì khu vực Phú Ninh là quán nào ngon cháu Linh là biết hết các bác. Trừ khi là có quán mới thì mình không biết thôi. Còn những quán mà đã nổi tiếng đây thì thực sự là cực kỳ hấp dẫn. Em nghĩ là cũng phải có ai giới thiệu chứ anh ấy cái gì. Cái này là anh có những người bạn ở Trung Quốc người ta dẫn đưa đi ăn rồi. Vâng. Đó. Và cũng thưởng thức rất nhiều lần đây rồi. Dạ vâng. Đấy. Ở bên Phú Ninh thì này, phong cảnh đẹp thì cũng có nha các bác nhé. Còn như ở về ẩm thực thì rất là nhiều đấy. Bây giờ bắt đầu cho cà chua. Xào cà chua đấy. Đấy. Các bác thấy là làm... Có nghĩa là họ làm nguyên cái nước dùng cho mình nhìn thấy luôn. Đấy, bây giờ bắt đầu cho nước rồi nhé. Ờ, xin chào bà. Ui xồi. Cái nước này là chỉ là nước ấy thôi đúng hay là họ đã ninh xương rồi anh? Cái này là họ chưa ninh, họ ninh sẵn xương rồi. À đúng rồi, bởi vì thấy màu nước nó hơi. Wow. Wow. Thái xiang là. Cực kỳ thơm. Cay nhỉ? Vâng. Cấy tiền Trung Hoa. Đây là lá tỏi. Lá tỏi à? Vâng. Thực ra là người bên Trung Quốc hay ăn lá này lắm anh ạ. Đúng rồi, họ thích ăn. Các kiểu là cũng cho vái. Đây xem còn cái gì nữa không? Cho gia vị nhá. Đấy, họ làm trực tiếp luôn. Đây là hạt tiêu. Đây là cái má la. Đây là mì chính nhá. Đây là hạt nêm nhá. Mình cũng gần biết hết bài của họ luôn. Xem là khứ gì thế mà. Ồ, xích xìa mấy gì. Ờ, bây giờ là mình rót nước cho mình chuẩn bị nữa nhờ. Vâng ạ. Đây có thịt bò đằng sau này. Thì cái này là cứ nhúng là ăn thôi. Pa là uống nước ngọt thôi đúng không? Dạ vâng ạ. Ui. Linh cùng với cả anh Mỹ Đức này sẽ là uống bia nhé các bác. Uống được một chai thôi. Em cảm ơn ạ. Đây, có cái bật bia đấy. Cứ uống hết rồi bật sau. À thôi. Uống được một chai đi, cho nó dễ. Ôi, sôi nhanh thật anh ạ. Sôi nhanh lắm. Vâng. Đây. Anh cho vào nhá. Dạ vâng. Đây, Linh sẽ cho những cái này vào các bác. Đấy, cho cái đậu này trước. Đấy. Úi dồi. Cho một nửa luôn nhỉ? Dạ vâng. Mỗi thứ cho một nửa các bác. Đây, cho thêm nấm này. Ui dồi, nóng ghê. Anh cẩn thận lại bỏng. Các bác nhìn. Kỳ là hấp dẫn. Cho cái này vào đi anh ạ. Cái nào? Cái này váng đậu đấy. Ờ, đây cho váng đậu nhá các bác nhá. Cái đấy ngon lắm. Úi dồi. Đấy.
cho hết mấy cái đậu này đi. Dạ vâng. Nên các em thấy hấp dẫn chưa? Anh đưa đến chỗ gọi là cực kỳ tuyệt vời. Cho hết cái này nhá. Vâng, vâng. Đây là cháu Vinh sẽ cho thêm một ít thịt bò nữa các bác. Đây, cho tí thịt bò nhé các bác nhá. Ui, hấp dẫn chưa các bác ơi? Một thứ một tí rồi. Đúng một tí một đây. Đây là thịt lợn. Mình thử cho một góc đi. Rất là ngon các bạn. Thôi nhờ, mình đồng khởi một cái nhờ. Vâng. Rất vui khi gặp được các em đây. Ôi, với cả được làm quen mọi vâng. người nhá. Vâng. Chúc mọi người sức khỏe. Dô một cái nhờ. Nào. Anh Đức làm quảng cáo, em làm quảng cáo. Anh em ơi. Ơi. 1 2 3 dô. 2 3 dô. 2 3 4. Rồi, mời tất cả bác nhá. Khát nước quá anh. Đây có một cái muôi, bây giờ mọi người đâu nhỉ, lúc này có một cái muôi. Cái muôi rồi. Đấy, lấy cái đấy. Đây, đúng rồi. Xong à, anh Đức cho thêm một tí rau vào. Không tí đợi ăn rau cũng được. Đấy, bây giờ bà cho vào cái nước chấm này. Bà thích ăn mỡ không? Dạ, có. Có. Đây, sáng nhìn đây. Các bác nhìn là những cái nước mỡ này, rất cay cay. Cho bà một ít nước mỡ này tràn vào đây. Ôi dồi ôi, xong em khuấy đều lên được rồi. Cảm ơn. Đây. Đây bát em. Ly là cũng thế đúng không? Ừ, em ít ít thôi anh. Ừ. Cảm ơn anh. Ê, Đức đây. Đây, còn đây là bát của Mỹ Linh nhá các bác nhá. Linh này không thích ăn mỡ nhiều. Ờ, xích xìa. Không ăn ngoài. Đấy. Được đấy. Mọi người ăn đi. Được rồi đấy. Mời tất cả các bác nhá. Mời tất cả mọi người. Được đấy. Hơi thiếu thiếu một chút hành nêm để cho nó mặn mặn tí thôi. Vâng. Hãy đi lấy. Thôi anh Đức đi lấy hành nêm được. Dùng đi, dùng đi. Em mời mọi người dùng. Mời tất cả các bác nhá. Mời mọi người sử dụng đi các bác. Ừ, mời đi. Ôi dồi, dài không các bác. Mời tất cả các bác nhá. Không, cho vào đây. Cho vào đây. Cho vào bát nước chấm ấy. Đấy, nó hơi nhạt. Cho mình xem tí. Một chút chút thôi bạn. Xem, xem, chút chút. Ok. Cảm ơn. Mấy nay thì cháu Linh đi ăn thì mong là các bác cũng cảm nhé. Tại vì là cũng là sang đây thì cũng không biết làm gì, với cả được các bạn ở đây họ mời rất là nhiều. Nên là cũng phải đi đâu thì mình ăn uống hay là làm gì ấy thì mình cũng muốn là quay video để có thể truyền tải cho các bác biết là Mỹ Linh đã đi đâu và ăn những gì, làm những gì. Nói chung là mình có gì thì quay đấy chứ không bao giờ giấu giếm. Có ăn thì cũng có quay ăn, không giấu gì cả các bác. Quán này thì vào buổi tối thì cực kỳ đông. Còn bây giờ buổi trưa thì nó hơi ít khách đấy. Thì mình Linh chọn vào buổi trưa thì nó sẽ tốt hơn. Đây cho thứ rau này. Úi dồi ôi, các bác nhìn cái nồi này nó nóng hổi đây. Đấy, xem này các bác. Cái nồi này nó cực kìa nóng hổi đấy. Ui dồi ôi, rất là hấp dẫn. Khi nào các bác đến đây mà muốn sang khu vực này chơi thì các bác có thể đi qua cháu Linh nhé. Dẫn mọi người đến đây luôn. Anh thích ăn cái rau này thôi. Mời nhá. Cái đậu này ngon này anh ạ. Đậu đấy. Cái này gọi là váng đậu. Váng đậu à? Vâng.
Ê, thịt chắc là chín đây, thịt bò ấy. Cái thịt bò này chỉ cần ngoáy ngoáy qua là được rồi. Đây, mời các bác nhé, món thịt bò ấy. Các bác nhìn, thịt bò cực kỳ là thơm. Với món nước chấm mà Thần Thánh và cháu Linh chấm. Cay là thơm các bác, mà thơm là thơm từ cái thịt bò nhé. Cháu Linh không ăn cay được, tại cái dạ dày cháu Linh cũng tốt. Còn thực ra nếu mà để ăn những cái đồ cay này cực kỳ ngon. Đấy, anh Đức thử thịt bò này. Đấy, thịt bò này, đấy. Thịt bò đâu lên nhỉ? Pha đấy. Thử thịt bò đi nhé, thịt lợn bên này này. À, xin sợ lắm bà. Ừ, xin lắm. Rất là nhiều món các bác lắm. Linh cũng bày lên đây. Mọi người thích ăn thế nào thì lấy. Cực kỳ nhiều món, đây là món này. Lòng. Lòng xe điếu. Còn đây là món là... Món này là món gì nhỉ? Mình cũng không rõ. Món gan. Lúc đấy là mình gọi, mình quên rồi. Ít để cái rau là gan thế. Bò ấy. Như thế ta. Gan bò. Rất nhiều món nha các bạn. Thế này thì anh cho vào luôn nhá. Vâng, anh cho vào hết. Rồi cho vào cái đậu phụ này, nó rất là ngon. Chồng chồng lên. Rồi, cảm ơn em Ly nhá. Chúc Ly sức khỏe. Ly năm nay đại học năm mấy rồi? Năm nhất đây. Năm nhất rồi à? Thôi chúc em sức khỏe, học giỏi với cả sớm có người yêu. Vâng, cho anh sức khỏe ạ. Như anh thì anh đang ế, mình chưa có vợ ấy. Chúc sức khỏe nhá. Thật đấy các bạn. Thank you em. Thoải mái đi nhé em nhé, không phải ngại anh đâu. Mời các bác nhé. Đây cái thịt bò đây nhỉ. Mình chỉ cần như thế này các bác nhỉ. Nám này. Chỉ cần như thế này thôi. Đấy, xá quay ở gần đấy. Đấy, mình nhúng nhúng này. Đấy là xong cái thịt bò nhé. Ăn thì nó mới ngon, xong mình chấm này. Đấy, mời các bác nhé. Mời bọn em ăn nhá, anh không ngại đâu ấy. Thơm. Thế là anh Đức cho tí lòng vào với cả tí dạ dày vào đi cho mọi người thưởng thức đi. Mới thứ một tí. Đấy. Em thấy cái hương vị này thế nào bà? Em thấy ngon ạ. Ngon đúng không? Vâng. Bà lần thứ mấy đến Phú Ninh rồi? Tiền thế là trước là sang Trung Quốc là toàn đi đâu? Sang Vân Nam. Vân Nam mới được cửa khẩu thôi. Thank you.
các bác nhé. Tại vì quay ăn uống nhiều quá, cho nên không thích, mà muốn là quảng bá một chút là cái dòng ẩm thực, đặc biệt là dòng Quý Châu cho các bác xem. Sau này chắc cháu đi về, nhưng mà như nhà bác cháu đi làm, cháu cũng muốn làm mang đặc sắc luôn. Anh à, múc một tí thịt cho em nhé. Em ạ, à? Em tự nhiên mà. Được. Em cảm ơn anh. Bà đâu nhỉ? Bà thích lợn luôn. Không biết có phải thịt lợn không, nhưng mà đúng thịt lợn thật. Cái đầu rồi. Em chốt lại, chốt. Anh Đức là tự góc nhá, và mình là đàn ông con trai thôi nhá. Thế lúc này anh thả lòng vào đúng không nhỉ? Kêu hồn nhỉ? Có anh em các bạn ở đây có lòng đấy thôi anh? Đủ rồi, đúng lòng. Lòng, gì ngon. Mày quá. Đã đi, lúc rồi còn đồ ăn cũng có cay quá, không chịu được. Ngon thật nhưng mà cay. Xá, thưởng thức các bác. Cháu Linh đưa đi. Không thưởng thức gì buồn. Đấy bát đây. Đấy, xá thưởng thức đi. Chạy ra kia làm bát nước chấm. Ở chỗ kia có cái bát đấy. Ở trong cái tủ ấy. Em bà là cứ sử dụng thoải mái nhá. Bà, em bà, em bà, em Hoa đấy. Tên như nhau hết các bác. Đó, đúng rồi, cho vào đi. Đấy, ui, các bạn nóng hổi lắm. Nếu mà mai cháu Linh mà về Đền Bồng ấy, cháu Linh mà đi cùng với cả các bạn này đi về khu vực cửa khẩu ấy mà liên hệ được chỗ cái nhà của chú của Mỹ Linh ấy, ở ngay gần giáp cửa khẩu ấy. Thì vào chỗ nhà người dân đó, người Mông thì có thể thưởng thức ở đây luôn các bác. Có thể thưởng thức chỗ ẩm thực của người Mông ở đấy thì nó sẽ hay hơn. Và nó sẽ có những đặc sắc riêng của từng dân tộc các bác. Như nhiều bác cũng nói rằng là đợt trước có bác khán giả cũng bình luận mà cháu Linh là có mẹ ở bên Trung Quốc. Nói thật với các bác là chả thấy có ai cả các bác. Có mẹ ở Trung Quốc thì tốt quá. Đấy, mít xá. Mí xá sẽ làm một bát nước chấm nhá. Thế mí xá sang đây là ăn đồ ăn đây có hợp không? Hợp à? À. Đấy bát nước chấm đấy, mí xá dùng bát kia thưởng thức luôn. Đấy bát đến múc luôn. Đấy cái đấy là ăn được đấy. Chấm ngập luôn. Đấy thưởng thức nè. Cay không? Không. Không cay luôn à? Ngon không? Ngon. Ngon à? Úi dồi. Chờ đấy đùa ấy, cay quá à? Nóng. Nóng quá. Úi dồi. Cứ gọi mì xá. Nóng quá. Cố lên. Ngon, nóng hổi. Không bắt em là phải là ăn một cái hết luôn nhá.
bác thì để cho mọi người ăn uống thoải mái hơn thì chắc là khả năng là mình cũng là xin kết thúc cái video ở đây. Và các bác thấy hay ý nghĩa thì các bác hãy đăng kênh của một trong kênh của cháu Linh. Do cái thời gian này là cháu Linh cũng có một số công việc ở bên Trung Quốc thì cháu Linh phải sang đây, sau đó là mai cháu Linh tiếp tục phải quay trở lại khu vực vùng cao để tiếp tục là đồng hành với bà con, tiếp tục làm đường, xây nhà và hoạt động khác nữa. Rất là cảm ơn trong thời gian qua các bác đã quan tâm và bây giờ hành động ủng hộ. Video ngày hôm nay cháu Linh muốn giới thiệu các bác những ẩm thực khác với khu vực ở Hà Giang. Đây để cho tất cả các bác trên kênh của cháu Linh là một cái nhà hàng tâm khán giả biết đến những món mới ở khu vực Trung Quốc. Thì đây là món gọi là lẩu Quý Châu. Mọi người cũng giới thiệu với các bác là món lẩu Quý Châu đây. Thì các em là thấy là rất là ngon đúng không? Thôi mình nốt cái ly này rồi kết thúc video nhá. Mọi người tất cả các bác nhá. Nếu mọi người muốn nhu cầu mua đặc sản vùng cao thì mọi người có thể liên hệ qua kênh của cháu Thảo Mỹ Linh. Đây là bột Tam Thất Bắc đã được xay nhuyễn nha các bác nhá. Mọi người mà muốn đặt hàng thì mọi người có thể liên hệ qua Mỹ Linh. Một hộp này là 500g, hai hộp là 1 cân nha các bác nhá. Linh thì có cả câu kỳ tử nữa các bác. Nếu các bác muốn mua câu kỳ tử thì các bác có thể liên hệ qua Mỹ Linh đây. Đó, câu kỳ tử thì chúng ta có thể mua về. Và đặc biệt là Linh có thêm cả củ cải sấy khô đây của bà con ở vùng cao Nguyên Đá Hà Giang. Đó, cái này thì mọi người có thể mua về, mọi người để xào thịt, ngâm với nước thì nó nở ra thì mọi người có thể thái ra và bắt đầu là dùng thôi. Đó. Và cũng có cả thêm cả nụ hoa tâm thất. Thì nụ hoa tâm thất này Linh có 3 loại, đó là loại A và loại B và một loại đặc biệt. Đó, mọi người có nhu cầu thì mọi người có thể liên hệ qua Mỹ Linh để mua nụ hoa tâm thất này ủng hộ cho kênh của Thảo Mỹ Linh nhá. Mọi người có thể liên hệ qua số hotline là 0976613609. Và đặc biệt là cháu Linh có thêm mặt hàng là thịt lợn ba chỉ gác bếp mà hôm vừa rồi là bố mẹ Mỹ Linh vừa làm xong đó các bác. Thịt lợn này thì cực kỳ là ngon nhá. Mọi người có thể lấy về, mọi người có thể để ngăn mát. Thế nên là Mỹ Linh vừa hút ra túi chân không xong luôn. Đó, thịt lợn ba chỉ nhá, gác bếp nhá. Mọi người muốn nhu cầu thì cứ gọi điện số điện thoại là 0976613609 ở trên màn ảnh video mà các bác hay xem. Đây là lạp sườn nhé các bác nhé. Lạp sườn này cực kỳ là ngon luôn, treo gác bếp chuẩn lợn đen vùng cao Hà Giang. Đó. Và mọi người nhớ ủng hộ kênh của Thảo Mỹ Linh nhé. Và Linh còn mặt hàng cuối cùng đó là mặt hàng mật ong bạc hà. Đây là mật ong bạc hà là mật chuẩn nhé các bác nhé. Cái này là Linh đã phải chọn lọc mật ong, nó màu vàng chanh nhé các bác. Đó, mật này mật chuẩn luôn các bác. Các bác có thể mua về sử dụng giúp Mỹ Linh. Đó. Và cái món cuối cùng đó là món là mật ong rừng nha các bác nhá. Mật ong rừng thì mọi người phải liên hệ qua Mỹ Linh. Đó, Linh đã đóng chai thế này rồi, toàn là mật chuẩn thôi các bác, lấy của bà con trong bản ra, giúp bà con tiêu thụ những sản phẩm mà bà con đã sản xuất ra. Ngoài ra thì Linh có thêm những mặt hàng như là thuốc mát gan. Thuốc này thì có thể là hỗ trợ thải độc gan, hỗ trợ ăn ngon ngủ tốt. Viên gan B, viên gan C của bác Lương Y Ma Thị Thúy ở khu vực Tuyên Quang. Và có thêm cả thuốc dạ dày. Thuốc dạ dày này thì các bác biết là thuốc ai mà mắc những triệu chứng về dạ dày hay là táo bón, trào ngược dạ dày, hội chứng kích thích ruột đấy, thì các bác có thể là mua những thang thuốc này của Lương Y Ma Thị Thúy thì cũng đã chữa được rất là nhiều những người bệnh gặp những tình trạng về dạ dày hay là những người ảnh hưởng về gan. Thì cái thuốc mát gan này các bác có thể về sắc, có thể là hỗ trợ thải độc gan, hỗ trợ ăn ngon ngủ tốt. Những bác nào mắc triệu chứng viêm gan B, viêm gan C thì có thể mua thử những thang này về uống thì nó đạt hiệu quả rất là cao. Cứ 3 thang này, 3 gói này là một thang nhé các bác nhé. 3 gói là một thang. Đó, các bác có thể liên hệ qua Mỹ Linh để có thể đặt hàng. Còn cái thuốc dạ dày này cũng là 3 gói một thang. Đó. Ngoài ra thì Linh có thêm cả chẩm chéo nha các bác nhé. Các bác muốn mua chẩm chéo thì các bác có thể liên hệ đặt hàng của Mỹ Linh đây, chẩm chéo ướt đây, cực kỳ là ngon. Ăn chấm thịt luộc hay là những gia vị các bác muốn là pha để chấm hay là thịt nướng đều rất là thơm nhé các bác nhé. Mọi người có thể mua chẩm chéo để liên hệ qua kênh của Mỹ Linh qua số điện thoại 0387761631. Số điện thoại là 0387761631. Ở đây là những đơn thuốc mà đã được các bác đặt rồi, một lúc nữa Linh sẽ gửi đi. Đó, thuốc dạ dày, thuốc mát gan. Những bác nào có triệu chứng viêm gan B, viêm C hay là uống rượu nhiều, muốn là thải độc gan,
và ngủ không tốt ấy, thì có thể uống cái thuốc này. Các bác đun lên và uống thay như cái nước hàng ngày của mình. Nó còn cái dạ dày nữa. Đó, đây là các bác uống trong vòng 15 ngày nhá. Đặc biệt là kiêng rượu bia và đồ ăn nóng nhá.